Chào cả nhà nha, hôm nay Hạnh sẽ chia sẻ đến cả nhà cái món gà luộc. Nghe đến gà luộc thì mọi người có thể nghĩ là ồ, cái món gà luộc thì có gì đâu mà phải chia sẻ này kia. Nhưng mà thật ra thì mình cũng phải cần có một cái bí quyết và một vài cái bí quyết nhỏ để giúp cho cái gà luộc của mình nó thịt thì nó thơm ngon nè, nó vừa chín tới nó còn giữ được cái độ dai, cái độ ngọt của thịt nè. Cái da gà thì không có bị nứt hay bị rách gì hết, và đặc biệt là nó giòn, nó dai. Khi đó mình ăn thì gà của mình nó sẽ ngon hơn đó cả nhà. Gà thì mình có rất là nhiều cái cách chế biến, nhưng mà có một số cái món ăn thì khi mà luộc và hấp á, thì mình sẽ giữ được nguyên cái hương vị cũng như là cái độ ngọt vốn có của cái thức ăn đó. Cho nên là nhiều khi cái món luộc á, nó lại là cái món ngon, cái món mà rất là được nhiều người ưa thích á. Thì bây giờ mình mời cả nhà vào bếp để cùng làm cái món gà luộc này nha. Hôm nay nhà Hạnh luộc hai con gà này là nặng 2,6 kg lúc chưa làm thịt đó cả nhà. Thì gà Hạnh đã làm sạch sẽ rồi nè. Như đã chia sẻ rất là nhiều lần đó, thì gà mình làm sạch thì mình nhớ là mình sẽ cắt cái phần cuốn họng này, mình cho muối vào trong cuốn họng này, mình chà xát ha. Rồi mình làm sạch cái lưỡi nè, rồi nặn cái mũi nè, phần mũi nó có những cái dịch nhầy á cả nhà. Và mình cũng cắt cái con mắt nó ra, mình cũng nặn cái dịch nhầy ở trong con mắt ra luôn ha. Để nhiều khi nó có sơn hay là có dịch nhầy trong con mắt gì đó thì mình ăn nó sẽ không có tốt. Với lại là mình nhớ là mình sẽ chà xát muối lên trên cái da con gà nè để cho nó sạch ha. Tại vì con gà là quanh năm nó không có được tắm á, cả cuộc đời nó luôn không tắm á, cho nên là mình làm sạch một tí thì mình ăn nó sẽ vệ sinh an toàn thực phẩm hơn. Rồi để luộc gà cho nó thơm ngon thì ở đây mình có chuẩn bị là một vài cái tép xả nè, vài cái củ hành tím, ngoài ra mình cũng có thể dùng hành tây cũng được nữa cả nhà. Thêm một vài cái lá chanh, lá chút nữa để cho cái nước luộc gà của mình nó thơm, thì khi mình luộc cái thịt gà của mình nó sẽ ngon ha. Ở đây thì Hạnh có chuẩn bị một cái nồi là 3 lít nước đó cả nhà. Cho lên trên bếp 3 lít nước rồi, thì bây giờ mình sẽ cho cái phần hành tím nè, xả mình cũng sẽ đập dập mình cho vô luôn nha. Xả này mình đập dập và cũng có thể cắt khúc cho vô trong nước luôn. Mình sẽ cho vài cái lá chút vô luôn nè cả nhà, lá chút hay lá chanh gì cũng được ha. Lá chút thì mình có thể cho nhiều, còn lá chanh thì mình giảm cái lượng lại nha, tại vì lá chanh thì nó có cái vị đắng, nó không có thơm bằng lá chút. Luộc nhưng mà mình cũng phải nêm gia vị cho cái nước luộc của mình, thì khi đó cái gà của mình nó mới ngon được nha cả nhà. Cái gia vị nó thấm vào trong cái thịt gà thì mình ăn cái thịt gà nó sẽ ngon ngọt hơn, nó không có bị lạc. Anh sẽ cho vào trong nước luộc gà này á, là 2 muỗng cà phê hạt nêm. Cái lượng nước Hạnh cho vào trong nồi là 3 lít ha. Thì tùy theo cái con gà của các bạn lớn hay nhỏ mà mình sẽ cho cái lượng nước cho nó tương xứng nha. Anh sẽ cho vào trong này là 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh đường phèn. Mình không có đường phèn thì mình dùng đường cát á, và mình giảm lượng lại nha cả nhà. Nếu mình dùng đường cát thì mình dùng khoảng chừng 1 muỗng thật là vung là được rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào trong này là nửa muỗng canh muối hạt. Cái nước luộc này thì sau khi mà mình luộc gà ra xong, mình vớt gà ra rồi, thì mình cũng có thể dùng cái nước này mình làm canh luôn cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ không có đợi cho cái nước nó sôi quá đâu nha cả nhà. Nếu mà cái nước nó sôi quá thì khi mà mình cho gà vô thì gà nó dễ bị nứt da lắm. Cho nên là mình chỉ cần cái nước nó nóng lên, nó sôi tim á,
là mình cho gà vô là được rồi. Và khi mà mình cho gà vô thì mình cũng nhấc lên nhấc xuống á, chứ mình đừng có cho một cái ào vô á, thì khi mà gặp nóng đột ngột thì da gà nó sẽ dễ bị nứt lắm đó. Mình muốn da gà nó còn nguyên thì mình cứ nhấc lên hạ xuống, nhấc lên hạ xuống khoảng chừng 3 lần á, giống như là kiểu như là mình cho cái con gà nó thích nghi với cái nước nóng từ từ đó cả nhà. Rồi mình mới cho xuống luôn ha. Đó, hai con gà nặng 2,6 kg thì Hạnh cho 3 lít nước là nó rất là vừa luôn á. Mình sẽ dùng cái nồi cho nó đựng vừa đủ cái lượng gà của mình luộc nha cả nhà, để cho mình không dùng quá nhiều nước. Tại vì nếu như gà nhỏ mà mình dùng cái nồi to quá thì mình phải dùng nhiều nước á, thì nó mới nhập được con gà. Mà nếu như mình luộc quá nhiều nước á, thì nó loãng, con gà của mình nó sẽ bị lạc, nó không có ngon, nó không có giữ được cái độ ngọt của thịt gà đó. Đó, ở đây Hạnh dùng 3 lít nước là rất là vừa luôn nè. Tùy theo gà mình luộc á, là mình cái mục đích sử dụng của mình á, là ăn hay là cuốn, mà mình sẽ lựa chọn là có chéo cánh gà hay không nè, rồi có để nguyên cái đầu cái mỏ hay không nè, rồi có để cho cái chân nó dính vào trong con gà hay không nè. Ở đây thì nhà Hạnh luộc ăn á, cho nên là không có quan trọng đâu. Mình sẽ cắt cái chân nó ra để cho nó dễ nằm gọn ở trong cái nồi hơn nè. Còn nếu như mà mình luộc cuốn á, thì mình sẽ chéo cánh trước nè, rồi mình để nguyên cái chân cho nó dính vào trong con gà, thì khi đó mình cần cái nồi to hơn một tí nè. Rồi cái đầu gà thì mình cũng làm sạch thôi, chứ mình đừng có cắt bỏ cái mỏ ha, để cho nó đẹp đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ chờ cho nước nó sôi trở lại nè, và tùy thuộc vào cái gà của các bạn mua to hay nhỏ mà mình sẽ canh chỉnh cái thời gian luộc cho nó phù hợp ha, với lại là nó là gà gì nữa. Ở đây thì nhà Hạnh dùng gà ta, đây là gà tre đó cả nhà. Còn nếu như mình dùng gà công nghiệp hay là gà bến tre thì cái thời gian luộc nó sẽ nhanh hơn ha, tại vì mấy con gà đó thì nó rất là nhanh mềm. Khi mình luộc được khoảng 8 phút thì cái nồi nước của mình nó sôi rồi. Bây giờ mình sẽ giảm lửa lại để cho nó sôi vừa phải thôi ha cả nhà. Nếu mà nó sôi mạnh quá thì cái da gà của mình nó dễ bị nứt đó. Bây giờ thì mình sẽ trở về đó nè. Mình trở nhẹ nhàng ha, và tránh đụng vào cái phần da để cho cái phần da nó được nguyên đó cả nhà. Bây giờ cái phần da nó tương đối là nó chín rồi, cho nên là nếu như mà mình chạm mạnh vào cái phần da là nó rất là dễ rách luôn. Đó, cả nhà cứ dùng hai chiếc đũa nè, rồi mình trở cái phần chân và cái phần bụng ở phía trong nè. Đó, mình xơm vào cái phần bụng mình lọc nó lại nè, là mình sẽ không có đụng da nó ha. Rồi mình lại tiếp tục mình nấu tiếp nha. Nhớ là mình đừng có để cho lửa nó sôi mạnh quá. Sôi mạnh quá là gà nó rách da hết. Cho nó sôi vừa vừa thôi, để cho nó chín từ trong chín ra đó cả nhà. Mình cũng có thể đậy nắp nữa. Gà luộc nghe có vẻ là đơn giản đó cả nhà, nhưng mà mình cũng cần có một ít bí quyết ha, để cho gà của mình nó thơm ngon và nó đẹp nữa. Cho nên là có nhiều bạn, nhất là giới trẻ bây giờ đó, thì nhiều khi luộc con gà cũng không có được như ý đâu. Thì đối với cái con gà như của Hạnh á, khoảng 1,2 kg, 1,3 kg một con á, thì mình luộc 25 phút là được rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Và mình tắt bếp thì mình sẽ giữ nguyên cái con gà ở trong nồi nè, và mình đậy nắp nồi lại, và mình ủ thêm khoảng chừng 15 cho tới 20 phút cho cái thịt gà của mình nó thật là chín ở bên trong luôn ha. Tại vì mình không có muốn luộc nhiều quá, mình luộc nhiều quá thì cái da nó sẽ bị mềm, bị bở đó cả nhà. Cho nên là mình sẽ luộc vừa phải, khoảng chừng 20 đến 25 phút đối với gà 1,2 kg, 1,3 kg một con ha. Và bây giờ mình sẽ ủ ở trong cái nồi này để cho gà nó chín thêm. Cái phần gà nãy giờ Hạnh ủ cũng được 15 phút rồi nè cả nhà. Thì bây giờ cái phần thịt gà nó đã rất là chín rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái bước cuối cùng nữa để cho cái da gà nó được giòn, và nó con gà của mình nó cũng sẽ đẹp, nó cũng sẽ sạch hơn ha. Đó là mình sẽ nhúng cái con gà này qua nước đá lạnh. Có chuẩn bị một thao nước nè cả nhà. Mình sẽ cho vào trong này một ít đá lạnh ha, để cho cái nước này nó lạnh á. Thì mình lăn cái da gà qua cái nước đá này để cho cái da gà nó giòn và nó săn chắc lại đó cả nhà. Mình chỉ lăn cái phần da thôi ha, mình không có lăn cái phần thịt. Để cho con gà ra nè cả nhà, mình sẽ lăn cái phần da nó qua nước đá lạnh này nè cả nhà. Mình nhẹ nhàng ha. Cái tác dụng của cái việc mà lăn gà, da gà qua nước đá lạnh này nè, vừa giúp cho da gà săn chắc nè, dai, giòn, mà mình còn làm cho cái phần gà của mình nó không có bị khô khi mà mình để bên ngoài đó cả nhà. Tại vì nếu mà gà nó nóng quá mà mình đem ra ngoài mình để nhiệt độ bên ngoài đó, mình không có đậy gì hết á, thì gà của mình nó sẽ rất là dễ khô cái phần da và cái phần thịt. Còn khi mà mình lăn qua nước lạnh như thế này nè, thì gà của mình nó sẽ không có bị khô ha. Và mình cũng lăn nhanh qua thôi cả nhà. Mình lăn và mình ngâm ở trong cái phần da gà ở trong nước này khoảng chừng 3 đến 5 phút thôi.
để cho cái phần gà của mình nó, cái phần thịt của mình nó không có bị mất đi cái độ ngọt ha. Mình ngâm lâu ở trong nước quá thì thịt gà của mình nó bị lạc á. Đó, mình lăn trở cho cái gà của mình nó, cái phần da nó được áo đều cái lớp nước đá hết nha. Cái phần nước luộc gà này cả nhà, thì cái gia vị mà Hạnh cho vào trong cái nước luộc gà này nè, bây giờ nó rất là vừa ăn luôn á. Cái nồi nước của mình nó thơm, thật là thơm luôn, mà gia vị rất là vừa ăn luôn á cả nhà. Hạnh nhắc lại ha, là Hạnh dùng 3 lít nước nè, 2 muỗng canh đường phèn, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê hạt nêm và nửa muỗng canh muối hạt, rất là vừa luôn. Cái nước này nè mà bây giờ mình thích dùng làm canh đó thì mình cũng có thể thêm một ít cải trắng cải đỏ nè, hoặc là mình cho bắp cải vào nè, hoặc là mình cho bí, nói chung là những cái rau củ gì mà mình thích ăn á, hay hoặc là mình cho cái nước này nè ra trong chén rồi mình cho một ít hành lá, cho một ít tiêu lên là mình dùng làm canh, nó cũng rất là ngon luôn rồi đó cả nhà. Rất là ngọt, ngọt cái phần thịt gà mình ra là rất là ngọt, cho nên là mọi người đừng có bỏ cái nước này ha, rất là uổng phí luôn. Khi mà ngâm nước đá lạnh xong thì Hạnh đã vớt gà ra nè cả nhà, thì như cả nhà thấy là gà vẫn giữ được nguyên cái da nè ha, không có bị nứt, không có bị lủng da chỗ nào hết trơn, không bị rách da gì hết. Và cái thịt gà thì rất là thấm gia vị nè, ngon, chín vừa tới nè, không có quá 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 chín đó. Tại vì nếu mình luộc chín quá thì cái gà nó cũng không có ngon nha cả nhà, nó sẽ bị bở, nó sẽ bị mềm. Gà thì mình ăn còn cái độ dai một tí thì nó sẽ ngon hơn ha. Nếu như mà mình thích gà của mình nó có một cái màu vàng óng đẹp hơn đó, thì trước khi mà mình luộc gà đó thì mình cũng có thể bôi lên trên da gà một ít cái phần bột nghệ ha. Mình sẽ cho bột nghệ vào với một chút xíu siêu nước để mình pha loãng ra, rồi mình bôi lên trên da gà đều khắp cái da gà hết, thì như vậy nó sẽ đẹp hơn. Do là ở đây là chỉ làm ăn thôi cho nên là Hạnh không có làm cái bước đó. Mình cũng có thể trộn thêm một ít gỏi để mình ăn với phần gà luộc của mình nha, như là gỏi bắp cải nè, gỏi củ hành nè. Ở đây thì Hạnh dùng với lại cái phần cải chua mà hôm trước Hạnh đã làm, đã có chia sẻ với cả nhà rồi đó, và chấm với một ít muối ớt lá chút nè, muối lá chút, muối ớt xanh lá chút, hoặc là mình cũng thể chấm với lại muối tiêu chanh cũng rất là ngon luôn. Món này thì mình cũng có thể chặt hoặc là xé gì tùy thích ha. Mình cũng có thể dùng thêm cháo hoặc là cơm, nếu mình dùng cháo thì mình có thể nấu cháo bằng cái nước mà mình luộc gà hồi nãy đó cả nhà, rất là ngon luôn ha. Vậy là Hạnh đã chia sẻ xong cái món gà luộc làm sao cho gà không bị rách da nè, và da giòn dai ngon ha, thịt gà thì thấm gia vị. Rất cảm ơn cả nhà đã xem clip và ủng hộ kênh Cơm Mây Miền Tây trong thời gian qua. Mến chúc cả nhà lúc nào cũng thật là vui vẻ, bình an, khỏe mạnh ha. Có một năm mới phát tài phát lộc, vạn sự như ý, và đặc biệt là phải giữ mình thật là an toàn trong cái mùa dịch này. Và mọi người cũng đừng quên bấm nút like, đăng ký cũng như là chia sẻ video đến người thân và bạn bè để Hạnh có động lực chia sẻ thêm nhiều món ăn ngon lại hấp dẫn hơn nữa đến cả gia đình mình nha. Và cũng cho Hạnh xin một nút nhấn vào nút cái chuông để khi có clip mới thì YouTube sẽ thông báo nè, và đồng thời là góp ý cho Hạnh để Hạnh hoàn thiện hơn ở những video sau. Còn bây giờ thì Hạnh xin chào tạm biệt cả nhà mình, và Hạnh sẽ đi ăn cái phần cơm trưa của mình đây.